Thưa quý vị, đối với sản phụ sinh con đầu lòng, vượt cạn trong điều kiện không bình thường là một sự ám ảnh lớn. Rất may là chị Trần Thị Thùy Trang ở thôn An Sơn, xã Hòa Ninh, lần vượt cạn này không đơn độc vì bên chị còn có những chiến sĩ thầm lặng trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19. Hiện tại thì sức khỏe của Nguyễn Thị Thùy Trang vợ anh như thế nào anh? Dạ, cũng đỡ rồi chị. Do hôm chuyển xuống bệnh viện cũng kịp thời nên trừ cháu cũng khỏe. Rồi bác sĩ dưới nơi cũng đang lo. Anh Trần Văn Lương, chồng chị Trang xúc động kể. Lúc đó khoảng hơn 12 giờ đêm, ngày 26 tháng 8, vợ anh chuyển dạ và có dấu hiệu sinh tại chỗ. Hoảng hốt, anh gọi điện cho các anh chị trên xã cầu cứu. Chưa đầy 30 phút, đã thấy chị Trâm y tế, anh lực công an, anh cường xã đội có mặt tại nhà. Không nói, không rằng, ai phần việc nấy. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, ca đỡ đẻ bất đắc dĩ đã thành công. Hiện vợ con anh Lương đang nằm dưỡng sinh tại Bệnh viện Giao thông Đà Nẵng. Sức khỏe ổn định, mẹ tròn con vuông. Khi vô thì mình bây giờ lúc đó có lúc sợ có lúc đầu, nhưng mà sau đó thì không còn sợ nữa mà chỉ qua là lo cho sản phụ với em bé trước. Là em cứ vô là có chuyện em bé qua để phụ bên kế là cắt dây, còn em thì mặc quần áo với lại đỡ bé nằm cho nó thẳng. Còn lại khi mà bé khóc nhiều quá thì em cũng có đưa cây vào cho bé ngậm để bé đỡ khóc, rồi bồng sản phụ ra ngoài xe. Lúc đó chuyện dọn nên em cũng không biết. Anh là anh cũng nhờ bên chỗ y tế Hòa Ninh với lại chỗ mấy anh công an chỗ xã Hòa Ninh lên để hỗ trợ nên kịp thời, nên mẹ chồng con vuông nên em rất mừng. Nên em cũng rất cảm ơn chỗ xã y tế xã Hòa Ninh và bên chỗ y tế xã Hòa Ninh và các anh công an và đồng chí Phạm Tự Lực lên hỗ trợ rất nhiệt tình. Dạ, em thấy rất vui, rất mừng. Trong những ngày thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo quyết định số 2860 của Ủy ban Nhân dân thành phố, những việc làm đầy tinh thần trách nhiệm của các binh chủng trên mặt trận phòng chống COVID-19 càng để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nhân dân.